là bạn chính đúng không? Chào mọi người, mình là Gina, em và trong phim mình đảm nhận vai Mimi. 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 Là em đúng không? Mọi người phải coi phim, mọi người phải biết được. Không, theo anh chị em. Đúng rồi ạ. Mình có mắt nhìn được. Và mình đã diễn vai Arok, chàng trai người đồng bào. Chào mọi người. Mình làm như là mình xa quá, mình không biết được mình cái gì. Chào mọi người, mình là Gớt và mình đóng vai Tùng Ú trong phim 2 này. Chào tất cả mọi người, mình là Gia Linh, mình đóng vai diễn hiền trong phim và mình rất là hiền. Hy vọng là mọi người xem mình sẽ thấy, sẽ thích được cái nét dịu hiền của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lâm Văn Quốc. Trong phim này mình đóng vai Kiên, là lớp trưởng của lớp 11A3. Giới thiệu xong rồi anh. Cho mình hỏi chứ là cái bạn hiền hiền này nè. Dạ. Là với bạn này có đi chung team với nhau không? Dạ, 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 dạ